Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay là một tác phẩm rất hay. Thưa quý vị, câu chuyện Quỷ Nhập Tràng Báo Thù của tác giả Quang Triệu. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã từng được nghe, được chứng kiến, thậm chí là trải nghiệm những câu chuyện về vong âm ma quỷ nhập vào cơ thể của con người. Những thực thể siêu nhiên, thậm chí có người còn nghĩ rằng đó là ma quỷ thánh thần. Nhiều người thì không tin những chuyện này, cho rằng đó chỉ là lừa đảo, là mê tín dị đoan. Nhưng ai tin thì sẽ coi hiện tượng vong âm nhập là có thật. Nó khó lý giải bởi vì có những sự việc mắt trông tay sờ, nhưng cũng chẳng thể nào giải thích theo những suy nghĩ thông thường được. Đây là một câu chuyện thật từng xảy ra tại một vùng quê nghèo thuộc một tỉnh Bắc Bộ, những năm cuối của thập niên 60 đầu 70 của thế kỷ trước, mà mỗi khi nhắc tới sẽ không khỏi khiến cho nhiều người rùng mình. Âu đó cũng là quá khứ đen tối của nơi này, để lại một nỗi đau tột cùng cho những người thân còn sống. Suy cho cùng thì luật nhân quả là có thật, chỉ có nó là tới sớm hay là đến muộn mà thôi. Từng đoàn người nối đuôi nhau, gương mặt của ai cũng mang theo một vẻ sầu thảm, đi theo chiếc xe tang vào cánh đồng làng, nơi có bãi tha ma là nơi hung táng người chết của dân làng Đại Lãn. Đi đầu là mấy đứa trẻ cầm cờ đám ma, chạy nhảy tung tăng cười nói vui vẻ. Có lẽ chúng còn quá nhỏ để hiểu được cái đám ma này, phía sau nó ẩn chứa một tuệ tề đình. Theo sau là một ông lão có vẻ ngoài khá già nua, lưng còng gập hẳn xuống, cầm theo một cây đuốc đang cháy sáng bập bùng. Ông lão cố gắng giữ ngọn lửa không để cho nó tắt đi, vừa đi vừa giải tiền vàng âm phủ xuống đất. Tiếp theo là mấy bà sãi ở trong làng, ai cũng mặc áo nâu chia làm hai bên, trên tay của mỗi người cũng nâng lên một vải rất dài, đi dọc theo hai bên đường. Bên trên có thêu hình Phật, vừa đi vừa tụng kinh, rồi sau đó là đội kèn trống và đoàn người kéo xe tang. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào thương xót cho số phận oan nghiệt của bà Tứ nghe thảm thiết vô cùng, đặc biệt là tiếng khóc sau xe tang của ba mẹ con nhà bà Minh. Sao mà não nề lắm, thế nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có lấy một giọt nước mắt nào chảy ra. Nhất là hai cô con gái của bà Minh là Mai và Huệ, thỉnh thoảng lại cứ nhìn nhau. Dường như là hiểu ý, mỗi lần Mai thôi gào lên thì Huệ phía sau lại tiếp tục. Cả ba người vừa kêu gào vừa vỗ vào thành chiếc xe tang, giống như là đang níu kéo, làm như là thương xót lắm vậy. Chiếc xe chở quan tài lắc lư, thỉnh thoảng dừng lại qua ngã ba ngã tư. Tiếng nhạc hiếu lại nổi lên nghe cực kỳ sầu thảm. Ông trời dường như cũng khóc thương cho người đàn bà tội nghiệp này mà kéo mây đen về che phủ. Rồi một tiếng sét chói lòa giáng xuống cây đa cổ thụ ở đầu làng. Một cơn mưa lớn đi là chút bỏ hết mọi nỗi oan khiên. Cô Tứ nghèo nhất làng Đại Lãn cũng đã ngoài 40 tuổi. Lúc còn sống thì ở một mình với người con trai bị tật nguyền trong cái lều vịt ở ngoài cánh đồng làng. Mẹ con cô bị gia đình của nhà chồng xa lánh ghét bỏ, bởi vì Tứ mang tiếng là sát chồng sát con. Họ hắt hồi mẹ con cô coi như là một người đã chết, thậm chí còn bị cấm cửa bước chân vào nhà. Riêng mấy người em chồng thì vô cùng chu ngoa, cay nghiệt, ác mồm ác miệng. Tiếng là lấy chồng nhưng cô Tứ chưa bao giờ được nhà chồng coi như là người con dâu. Đặc biệt là từ khi chồng chị là anh Mẫn bị rắn độc cắn chết, thì mọi sự cay nghiệt ác độc của gia đình đằng nội càng tăng lên gấp bội. Tất cả những suy nghĩ chẳng tốt đẹp, họ đều dành cho bà. Cực chẳng đã hai mẹ con mới phải dọn ra ở ngoài này. Vốn đành Mẫn chồng chị là một người cao to đẹp trai, phong độ nhà giàu, mà chẳng hiểu tại sao lại đem lòng yêu thương và lấy bà Tứ trước sự ngăn cản dữ dội của bố mẹ và gia đình. Nhà Tứ thì vốn là bần nông, từ thời bố mẹ cũng rất nghèo khổ, cả hai người đều từ nơi khác chuyển về đây. Nhan sắc của Tứ cũng bình thường nếu so với những cô gái cùng làng, lại càng không môn đăng hộ đối. Mẹ của anh Mẫn là bà Minh,
vẫn là một thầy đồng, tính khí cực kỳ đồng bóng. Cho rằng chị Tứ này dùng bùa mê thuốc lú, dùng bùa yêu để mà chài con trai của mình. Bao nhiêu đám khác vừa xinh đẹp vừa đảm đang tháo vắt không lấy, lại đi lấy con của nhà khố sách áo ôm không ra giáo. Tất cả phía sau là một dãy con số không. Mặc dù biết vợ của mình bị chèn ép, nhưng anh Mẫn cũng chẳng có tiếng nói gì trong gia đình, lại hiền lành và cam chịu. Cái cảnh mẹ chồng nàng dâu thì xưa nay muôn đời phức tạp, lại thêm hai cô em chồng chu ngoa về cùng phe với mẹ đẻ, cho nên khiến chị Tứ ngày càng bị chèn ép, đến mức mà bụng mang dạ chửa vượt mặt, hai vợ chồng bà bị bà Minh đuổi ra khỏi nhà. Hai vợ chồng phải ra ngoài liều vịt cuối làng để sinh sống. Hơn chục năm về trước, Thứ Hà sinh thằng út, chẳng ai thèm đói hoài quan tâm. Mặc dù là cháu nội nhưng bà Minh vô cùng bỏ mẹ con cô. Cũng chưa từng đến xem mặt của cháu nội. Có lẽ trong thâm tâm của mình, bà Minh vẫn luôn coi thường. Chỉ có mẹ đẻ của chị là thường xuyên đến chăm sóc những tháng ngày ở cữ. Mặc dù biết con gái của mình lấy chồng tiếng là nhà giàu, gia giáo nhưng rất khổ, thậm chí còn bị coi khinh chẳng bằng kẻ ăn người ở trong nhà. Nhiều lần bà muốn khuyên con của mình về, chỉ có điều bố đẻ của Tứ không chịu. Ông ta sợ mang tiếng. Phần vì Mẫn cũng rất yêu chồng của mình, anh ta cũng không muốn đối xử quá tệ bạc với cô. Chỉ có mẹ chồng và hai cô em chồng thì vô cùng cay nghiệt ác độc mà thôi. Thậm chí họ luôn tìm cách phá đám, ngăn cản hai người đến với nhau. Đặc biệt là khi biết tin Tứ có thai trước khi cưới thì lại càng khinh bỉ ra mặt. Nào là chửa trước, nào là ăn cơm trước càng. Thôi thì miệng đời thêu dệt nên đủ cả. Cũng chẳng rõ có phải bà Minh vốn là thầy đồng, có khả năng xem bói thật hay không, mà bà từng nói với Mẫn con trai của mình rằng: con nếu mà không muốn chết sớm thì đừng có mà lấy nó. Nó mang tướng sát phu quái tướng đó. Tướng của nó cực kỳ xấu. Nếu mà lấy nó về chắc chắn là sẽ xảy ra lớn chuyện, thậm chí là gia đình này cũng sẽ mang họa đấy. Nhưng Mẫn lại chẳng nghe lời của mẹ mà phản bác lại: mẹ nói cái kiểu gì vậy? Con yêu cô ấy, mẹ đừng tìm cách ngăn cản chúng con. Dù có thế nào thì con vẫn cưới cô ấy về làm vợ. Với lại con cũng chẳng tin vào dăm ba cái câu chuyện mê tín dị đoan vớ vẩn ấy đâu. Mày, con ơi là con, sao con lại có thể ngang ngược cố chấp vậy chứ? Mẹ đã bảo rồi, cái chuyện này không thể đùa được đâu. Vợ con là cái chuyện cả đời, mẹ không muốn mày phải chết sớm. Ơ mẹ buồn cười nhỉ, sống chết nó có số của nó. Với con thì không có cô ấy thì con mới chết thôi. Mẹ, xin mẹ hãy chấp nhận cô ấy, con xin mẹ đấy. Tiếng của Mẫn cầu xin vang lên điệu bộ vô cùng lo lắng. Bố của anh mất sớm, giờ chỉ còn có mẹ và hai cô em gái. Bây giờ mẹ mà cứ ngăn cản thì... Mà Tứ là người yêu anh thì đã có bầu rồi. Có điều là chưa nói với ai. Thì bây giờ mày chọn đi. Một là nó, hai là tao. Nếu mày chọn nó thì đừng gọi tao là mẹ nữa. Mày là cái đồ bất hiếu. Bà Minh đập bàn tức giận lên tiếng mắng mỏ con trai. Mẹ bình tĩnh đi. Con chẳng biết là mẹ có thành kiến gì với cô ấy. Thế nhưng mà tình cảm con dành cho Tứ là có thật. Trời đất ơi, mày không biết là nó sát chồng hay sao? Mẹ không muốn mày phải khổ sở vì nó. Cái nhà này còn mỗi mình mày là con trai thôi đấy. Ba mày thì mất sớm, hai em của mày lại là phận gái. Mai sau thì cũng phải đi lấy chồng chứ. Mẹ chỉ có một mình mày để nương tựa thôi đấy Mẫn à. Ôi trời đất ơi, có vấn đề gì đâu. Sao mẹ lại cứ quan trọng quá vấn đề đi như vậy? Sống chết nó có số cả rồi. Mẹ đừng có quá nặng nề như vậy. Con cũng chẳng tin vào ba cái trò bói toán của mẹ đâu. Xưa nay mẹ xem cho người ta, con thấy có bao giờ đúng đâu mà. Mày nhìn mẹ mày đi này. Bà mình khóc nấc lên từng tiếng, điệu bộ vô cùng bực mình. Sau đó thì bà nói: đây không phải là trò đùa đâu Mẫn. Con phải tin mẹ chứ. Được rồi, mẹ thử nói con xem là cô ấy sát phu như thế nào. Mẫn vừa nói vừa ra thì bà Minh buồn bực rồi nói: mày còn thử mẹ mày nữa hả? Tao xưa nay có nhìn nhầm ai bao giờ đâu. Trừ những thứ mà tao cố tình vẽ ra để kiếm tiền. Nhưng có những cái nó thuộc về tướng số không thể thay đổi được đâu. Ví dụ như là việc tao nhìn thấy con Tứ mày dẫn về nhà hôm trước, nó có tướng sát phu. Sao mẹ lại cứ nhắc đi nhắc lại cái tướng sát phu như thế? Mẹ giải thích cho con nghe xem nào. Bà Mẫn có lẽ là vì muốn thằng con trai của mình sáng mắt ra,
cho nên bà đã giải thích kẽ. Tướng sát phu ấy là một trong những kiêng kỵ lớn nhất trong cái việc kết hôn. Khi mà cưới những cái người này thì nhẹ thì vợ chồng luôn xung đột, nặng thì người chồng có thể gặp họa. Theo nhân tướng học cổ truyền thì có mấy vấn đề chính. Tao là mẹ mày, lại làm thầy mày không tin mẹ mày chứ. Thế Mẫn không nói gì, bà Minh lại tiếp tục. Người phụ nữ có cái số sát phu ấy thường mang lại nhiều xui xẻo bất hạnh cho gia đình. Thêm vào đó cái con đường tình duyên của họ cũng không được thuận lợi, hôn nhân dễ dạn nứt. Trường hợp nhẹ tướng sát chồng khiến cho gia đình dễ tranh cãi và xung đột. Trường hợp nặng hơn thì nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người chồng. Ngừng lại một chút để lấy hơi, bà liền tiếp tục nói thêm. Mày cứ nhìn con Tứ mà xem, cái xương quai hàm của nó bệnh ra, nhô về phía sau tai. Tao để ý quan sát cái con này rồi, đứng từ đằng sau còn nhìn rõ mồn một cơ mà. Mày có biết đó là phá tướng hay không? Mẹ nói đi nào chứ, xương quai hàm to thì chứng tỏ là có hàm răng chắc khỏe thôi mà. Mẫn nghe mẹ nói như vậy thì phì cười, nói bằng giọng trêu đùa. Còn chưa hết đâu, trong sách con nói là người phụ nữ có xương quai hàm nhô về đằng sau ấy thì cái tướng thường ích kỷ và tư lợi. Người có tướng này thường là người không tốt, nham hiểm và độc ác, đôi lúc không kiềm chế bản thân hãm hại người khác đấy. Thậm chí là có thể âm mưu giết hại chồng vì một số mâu thuẫn không đáng có. Mẫn nghe đến đây thì bật cười phản bác. Trời đất ơi, mẹ làm gì mà đến mức ấy? Còn thấy cô ấy hiền lành thật thà như đếm mà. Chắc là mày đang yêu đấy, cho nên mày nhìn đâu cũng thấy nó đẹp, xấu cũng thành đẹp. Mày nó bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi đấy. Bà Mẫn tức giận nói thêm. Vẫn chưa có hết đâu nha. Cái tướng phụ nữ mà có mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen là mang cái tướng sát trầm, luôn đem lại tai ương cho bạn cùng phòng, cùng chung chăn gối. Nhẹ thì mâu thuẫn, thường xuyên tranh cãi, sự nghiệp của chồng không thuận lợi, nặng thì chồng gặp tai nạn đến chết, đen đủi lắm. Có gì mà mẹ cứ làm quá lên thế? Bà Minh không quan tâm đến lời nói của con trai mà vẫn tiếp tục. Mày để ý mà xem đi, mắt của nó có một đuôi hình móc câu. Điểm nổi bật của người này đó là sự gian trá lừa gạt, không thành thực với người bên cạnh. Nhìn chung là luôn đem lại tai ương xui xẻo cho người chồng. Chưa kể đến là gò má cao hai bên cao chót vót, xương lưỡng quyền vừa thô vừa lộ, nổi cao và nhọn như là chòm núi đấy. Nó mang cái tướng này là người hung dữ và hay ăn hiếp chồng. Những cặp vợ chồng mà người vợ có gò má cao thường có cuộc sống hạnh phúc không lâu và thường xuyên xảy ra tranh cãi. Nhẹ thì gia đình tan rã, mỗi người một hướng, nặng thì người chồng chết vì tai nạn. Đây được xem là đặc điểm điển hình của tướng phụ nữ sát chồng. Bà Minh liếc nhìn con trai chờ đợi xem phản ứng của Mẫn thế nào, nhưng hoàn toàn trái ngược với mẹ. Mẫn dường như chẳng mấy quan tâm, bà lại tiếp tục nói thêm một tràng. Ở tướng cái con Tứ này đã hội tụ tất cả các cái, nào là lông mày đứt đoạn mọc lộn xộn, nhìn ra tựa như là đứt ra từng đoạn nhỏ. Những người phụ nữ sở hữu lông mày này thì không tốt, dễ kết oán thù. Lông mày thưa và mường tượng như là co rút lại. Đây cũng là tướng mạo phụ nữ tuyệt tình, dễ ân đoạn nghĩa tuyệt với người khác. Họ yêu cầu cao ở người khác, chỉ chú trọng bản thân, thích so đo tính toán. Mày có thấy cái nốt ruồi ở nhân trung của con Tứ không? Mẫn cúi gầm đầu suy nghĩ, những lời của bà Minh mẹ cậu vừa nói về hình dạng của Tứ thế rất giống. Chưa kịp nói gì thì bà ta lại nói thêm. Đàn bà có nốt ruồi ở nhân trung là tướng sát trầm. Bởi người phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này thường có cuộc sống hôn nhân không êm ấm. Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn tranh chấp. Những người phụ nữ này thường gợi tình quyến rũ, thường lăng nhăng, dễ thay đổi lòng dạ. Mẫn à, con phải nghe lời của mẹ. Mẹ nhìn con Tứ kia nó là quái tướng. Tất cả những đặc điểm xấu trên một người phụ nữ sát trầm nó đều hội tụ cả. Trời đất à, mày bây giờ đấy mày còn đem lòng yêu thương nó nữa thì tao cũng chịu mày thôi. Nhà bà tính cuối làng đấy, vừa xinh đẹp, đẹp người đẹp nết. Nhà ông bà ấy là chỗ thân tình với mẹ, chỉ cần mày gật đầu đồng ý thôi là tao mang chầu cau qua nói chuyện luôn cho. Trời đất ơi mẹ, mẹ đừng nói nữa, con không thích đâu. Rồi có chết con cũng phải lấy Tứ làm vợ. Với lại chúng con có con với nhau rồi. Cái gì? Chúng mày có con với nhau? Trời ơi, con cái nhà này không được, mẹ không đồng ý cho nó bước chân vào nhà này. Bà Minh quắc đôi mắt trợn tròn để lòng trắng lên nhìn thẳng vào con trai mà quát lớn.
thằng con trai của bà bây giờ đã quá khác. Chắc là do con thứ kia. Con kia đúng là nó đã bỏ bùa mê thuốc lú cho thằng này. Đồ rắn độc xấu người xấu cả nết. Con này quá là nham hiểm. Chắc nó thấy nhà này giàu có, thằng Mẫn đẹp trai, cho nên tìm đủ mọi cách để bước vào đây. Mày đợi đấy, muốn bước chân được vào nhà này phải qua cửa ải của tao đã. Chẳng hiểu mà khi nghe Mẫn nói vậy, bà Minh lại càng điên tiết hơn. Nó dám cãi lời của bà. Việc trọng đại như vậy, 100% là con Tứ bỏ bùa con của bà. Bà Minh suy nghĩ một hồi, sau đó mang theo cái suy nghĩ phải ngăn cản bằng được, quyết không để cho con trai của bà phải chịu khổ. Mẹ, xưa nay ấy, thì cái gì con cũng nghe theo lời của mẹ. Đến bây giờ thì ngay cả cái việc con lấy ai, quyết định hạnh phúc với ai, mẹ cũng định can thiệp sao hả? Mẫn xưa nay vốn là một người hiền lành thật thà, mẹ nói gì cũng nghe. Nhưng chẳng biết vì sao từ lúc yêu Tứ, anh trở nên khá ương bướng. Điều này càng làm cho bà Minh ức chế. Bà không nói gì mà chỉ ôm mặt khóc nức nở. Đợi hai cô con gái của bà đi chợ về, ba mẹ của con bắt đầu ủ mưu lên kế hoạch ngăn cản. Hai cô con gái của bà Minh thì về cùng phe với mẹ, lại thêm cũng chẳng ưa gì Tứ, cho nên ba mẹ con sang nhà cô. Tứ là một cô gái hiền lành tốt tính, chỉ có điều hình thức của cô khá giống với lời của bà Minh nói. Gương mặt hơi góc cạnh, lại là con nhà nghèo, cho nên mẹ con của bà Minh mới không ưa, đặt điều nói xấu cô với Mẫn đủ điều. Ba mẹ con của bà Minh sồng sồng sang nhà Tứ, làm dùm beng cả lên, nhức móc cô thậm tệ, rồi còn nói cô là loại gái lăng loạn mất nết. Tất cả những từ ngữ thô tục nhất đều được họ tuôn ra, thậm chí là còn đánh đập Tứ dã man, mục đích là để cho cô gái đáng thương này không đến được với Mẫn. Mặc cho cô gái hết lời van xin quỳ lạy, ôm cái bụng đang chứa giọt máu của Mẫn mà khóc nức nở. Việc đến tay của Mẫn, anh làm dùm beng lên, sau đó thì cùng Tứ bỏ ra ngoài lều vịt để sinh sống. Dưới sự chỉ đạo của bà Minh, hai cô con gái càng được đà lấn tới. Nhiều lần lấy lý do là khuyên nhủ anh trai, nhưng thực chất là đến để mắng nhiếc chửi rủa cô. Mẫn thương vợ thật lòng, cho nên khi hai vợ chồng ra ngoài sinh sống thì cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Lại càng thêm khó khăn thì bà Minh và hai cô con gái ruột dùng đủ mọi cách để phá hai vợ chồng. Mục đích là muốn chia loan rẽ phượng, muốn cho Mẫn biết khó mà quay trở về. Ngày Tứ hạ sinh được thằng út, bên nội chẳng có ai dòm ngó, hỏi thăm, ngoài trừ hai vợ chồng. Khó khăn vất vả là như vậy, nhưng Mẫn vẫn rất kiên cù, chịu thương chịu khó. Ngày ngày vẫn đi ra đồng mò cua bắt ốc bắt rắn, mang về kiếm tiền nuôi vợ con. Mẫn hết sức yêu thương mẹ con của Tứ, đúng như câu nói, một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Nhưng định mệnh rất trớ trêu. Trong một đêm âm mưu, Mẫn bị rắn độc cắn mà không biết, cho nên đã thiệt mạng, bị chết gần về tới nhà. Ngày đó thằng út vẫn còn đang ấm ngửa. Chính điều này càng làm cho mẹ con của bà Minh thêm phần cay nghiệt, oán trách rằng chính Tứ mới là người gây ra cái chết cho con. Nếu như không lấy Tứ thì Mẫn chẳng phải lọ mọ đêm hôm làm gì, chẳng phải khổ sở vất vả cày cuốc nuôi hai mẹ con nhà nó. Thói đời thường không ưa thì dưa có giỏi, rồi thì bới bèo ra bỏ đủ cả. Họ đơm đặt đủ điều với cả làng, rồi bùa lu bùa loa thêu dệt lên đủ thứ chuyện. Thành ra là cuộc đời của hai mẹ con bà Tứ đã khổ, lại càng thêm khổ. Tưởng chừng như lúc đó Tứ không thể gượng dậy. Nhưng tấu tử thiêng liêng đã cố gắng thôi thúc cô nuôi dưỡng thằng út. Chịu đủ sự hành hạ, gièm pha của miệng đời và nỗi bất hạnh đã giáng xuống gia đình của cô thêm một lần nữa. Không chẳng rõ vì sao, sau một trận sốt nặng năm đó lên 3 tuổi, thằng út bị di chứng là cái chân cái tay cũng hơi khèo. Đám bạn cùng trang lứa vẫn hay gọi nó là út thọt. Mồm miệng lúc nào cũng chảy ra rớt rãi. Bà Tứ lúc nào cũng phải đeo ở cổ nó một chiếc yếm. Mọi thứ sinh hoạt từ nhỏ của nó vô cùng vất vả. Bà Minh và hai người cô ruột là Mai và Huệ thấy cháu của mình như vậy, chẳng những không thương xót mà lại càng ngày ghét cay ghét đắng mẹ con của bà Tứ hơn. Tuy thằng út nó không bình thường nhưng nó vẫn biết. Cũng không rõ ai nói với nó bà Minh chính là bà nội của mình, rồi cô Mai cô Huệ là hai người cô ruột.
cho nên hồi còn nhỏ nó thường đi lang thang vào làng, tìm về bà Minh để chơi. Nhưng lần nào nó cũng bị họ đuổi như đuổi tà. Bởi hoàn cảnh và điều kiện của nhà bà Tứ chỉ có vậy, cho nên người ngợm của thằng Út không được sạch sẽ cho lắm. Lúc nào cũng bẩn thỉu và hôi hám. Lại thêm phần trí tuệ của Út cũng không được như những đứa trẻ bình thường. Vô cùng yếu đuối và đáng thương. Bàn chân phải của Út bị quặp hẳn về phía sau, bước đi lúc nào cũng tập tễnh. Cánh tay phải thì khèo cộng thêm với cái mồm của nó hay trời rãi, càng làm cho nó bị xa lánh và ghét bỏ. Gia đình của bà Minh và hai cô con gái Diệu vốn đã có tâm lý không ưa gì mẹ con của bà Tứ. Một lần gần đây nhất nhìn thấy cháu nội đến nhà mình chơi vào một buổi chiều mùa đông mưa phùn gió bấc, lạnh như là cắt da cắt thịt. Thằng Út trên người mặc phong phanh một chiếc áo mỏng dính run bần bật, đang đứng ngoài cổng nhà mình thì vội vàng chạy ra xỉa xói. Cút đi, mày đến đây làm gì? Mày cút khỏi nhà bà ngay. Nhà ta không có con cháu như mày. Mẹ mày ăn ở thất nhân thất đức mới sinh ra được đứa con như mày đó. Mày không phải là con người, mày là ma quỷ, cút đi. Ngoài trời lúc này từng cơn gió bỗng nhiên thổi mạnh sau câu nói ấy. Rồi mấy con chó trong nhà của bà Minh bỗng nhiên sổ ra, sủa lên inh ỏi. Sau đó thì chẳng hiểu vì sao chúng sợ hãi chạy biến vào trong nhà, chu lên từng tiếng như chó sói. Có vẻ như là sợ hãi điều gì ghê gớm lắm. Rồi bất chợt một con mèo đen chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhảy thẳng về phía của bà Minh, làm cho bà giật mình quát ẩm lên. Ở cái lũ súc vật này chứ, chúng mày làm cái gì hôm nay thế hả? Bà lại đập chết chúng mày bây giờ. Bầu trời nhập nhằng từng tia chớp, mây đen từ đâu kéo tới. Thêm vào đó là mùa đông lại thêm đang có cơn mưa, cho nên trời rất nhanh tối. Tiếng gió rít rào qua những cây xoan đào ở trước ngõ, báo hiệu cho một cơn mưa lớn, làm cho bà Minh muốn quay trở vào nhà, mà kể cho thằng cháu nội bệnh tật đáng thương đang đứng nhìn bà. Nhưng khi bà ta vừa quay lưng vào thì tiếng của thằng Út vang lên bên tai ngọng nghịu. Bà nội ơi, mẹ cháu muốn gặp bà. Bà qua nhà cháu đi, cháu đói lắm bà ơi. Mẹ cháu ốm mấy hôm nay rồi, không có tiền mua gạo, cháu đói bà nội ơi. Một bàn tay lạnh buốt của thằng Út túm chặt lấy áo của bà Minh, lắc lắc điệu bộ như muốn bà đi cùng. Ơ cái thằng này mới bỏ tay ra, mày buông cái bàn tay hôi hám bẩn thỉu của mày ra. Tao không có cái đứa cháu nội nào cả. Mày không phải là cháu tao, cút về đi. Về bảo với con mẹ của mày là lấy làm lấy mà ăn. Tao không có quan tâm bà cháu gì với mày. Chẳng rõ thằng Út có hiểu hay không, nhưng nghe bà nội nói như vậy, nó chỉ biết cười cười miệng lắp bắp những câu ngọng nghịu. Bà nội, bà nội cho mẹ con cháu về nhà bà đi. Ở ngoài lều vịt lạnh lắm, mẹ cháu ốm nặng, xin bà xin cô. Đúng lúc này thì cô Mai trong nhà chạy ra, nhìn thấy mẹ của mình đang đứng ngoài trời lạnh ngắt thì cất tiếng ngọt nhạt, bảo bà Minh vào bên nhà kẻo mạnh. Mặc dù nhìn thấy cháu của mình như vậy, nhưng chẳng những không mảy may thương xót mà còn đế thêm vào những câu chửi thậm tệ. Có lẽ à thấy mẹ của mình mắng thằng Út thì cũng tát nước theo mưa. Cả cái lò nhà mày ấy, cái lũ ăn cháo đã bát. Cái con mẹ nhà mày phải phúc lắm thì mới sinh ra được mày. Tại sao lại đẻ ra được đứa quái thai dị dạng như mày chứ? Anh tao rõ ràng là tinh khôn, cả nhà tao tinh khôn ấy vậy mà cái thằng thần kinh. Mày cút về đi. Mày bảo con mẹ của mày đến đây quỳ xuống lạy lục van xin mẹ tao thì may ra. Lời nói này vừa cất lên thì con mèo đen ban nãy vừa tấn công bà Minh lại bất ngờ xuất hiện. Nó nhảy vọt qua mặt hai mẹ con của bà ta rồi gào lên một tiếng lạnh lót làm cho họ giật mình. Mai giật mình lắp bắp hỏi, con mèo này ở đâu xuất hiện vậy mẹ? Sao lại có mùi tanh tưởi hôi thối thế? Nhìn về phía thằng cháu, ả Mai bĩu môi khinh bỉ, sau đó đưa tay lên bịt mũi. Cô Mai, cô cho mẹ con cháu về đây đi, ở đồng lạnh lắm, lạnh lắm. Ở cái thằng điên này, ai là cô của mày? Cô cháu gì với cái loại mày? Mày không cút đi, tao thả chó ra nó cắn chết đấy. Huệ là con thứ hai của bà Minh, à cũng vừa ngủ dậy. Thế ngoài ngõ có tiếng người to tiếng thì liền chạy ra xem. Vừa thấy thằng Út thì à sấn sổ lên, vừa đánh vừa quát tháo đe dọa mắng trời. Mày mà không đi nhanh tao bảo người ta ra đánh đấy. Từ mai đừng có đến đây nữa. Mẹ con của mày sống chết thì liên quan gì đến nhà tao? Thằng bố con mẹ của mày xác định ra khỏi nhà này rồi thì coi như là từ mặt cái gia đình này. Mày cút đi. Nhà này không có con cháu nào hết, cút đi. Cho mẹ con cháu về nhà đi bà nội ơi, cô ơi. Bị bà nội và hai người cô ruột chửi bới thậm tệ,
còn bị mấy cái bạt tai ngã rúi rồi. Thằng Út sợ hãi khóc lớn, nhưng càng khóc thì hai cô ruột lại càng tỏ ra khinh bỉ, bởi vì nước mũi nước mắt của nó chảy ra nhiều nhớp nháp bẩn thỉu. Thôi, hai đứa mang cho nó cái bánh nếp muội mà hôm qua gói thừa ấy, cho nó. Mẹ thì nó cũng đói hay sao đó. Đúng là dại ăn người mà, con với cha cháu. Đúng là cái nhà này vô phúc. Tiếng của bà Minh cất lên bảo hai người con gái của mình. Hồi liền chạy vào bếp lấy trên mẹt ra một chiếc bánh nếp bé xíu cứ ban đầu ngón tay. Đây là cái bánh mụn nhà ả gói để mang cúng bái và làm quà tặng con nhang đệ tử, vì họ theo hầu nhà bà. Ả buộc cái bánh vào một sợi dây, theo đó treo vào cổ của thằng Út. Bởi vì sợ dây vào rứt rãi trên người của nó, sau đó thì đẩy mạnh tay khiến thằng bé ngã rú rồi, miệng không ngừng chỉ chiết. Mẹ nhà mày chứ, đã không biết thân biết phận dở hơi lại còn đi lang thang. Mày mà không phải cháu tao, tao đánh chết mẹ. Xin bà, xin cô cứu mẹ cháu. Mẹ cháu ốm nặng, mẹ cháu bảo sang mời bà với hai cô đến thăm mẹ cháu. Mẹ cháu còn nói là gặp lần cuối. Mẹ cháu không cần tiền của bà và hai cô đâu. Nhưng thằng Út lúc này vẫn gan lì, mồm miệng nói lý nhí, hướng về phía bà nội và hai người cô cầu xin. Điều bộ của nó giống như là không hiểu nó đang nói gì. Điều này cũng rất lạ, chẳng biết vì sao mà bình thường thằng Út lại ít nói, nhưng mà hôm nay thì lại khác. Nói năng rất là lưu loát và không hề có dấu hiệu bị bệnh. Ai có tiền mà cho mẹ con nhà mày? Con mẹ nhà mày chắc lại xúi mày đến đây xin tiền phải không? Đúng là cái đồ ăn hại, thật là đúng hết thuốc chữa. Cút ngay đi, mày mà không đi tao thả chó đuổi đấy. Vừa trời thằng Út Huệ vừa liếc mắt nhìn bà Minh nói bằng một vẻ mặt nhân đức. Mẹ, chắc là con kia nó lại xui cái thằng này đến đây ấy, để xin mẹ rủ lòng thương đấy. Trời thì rất căm căm thế này mà nó không biết đường lấy cho con nó cái áo. Hay là bọn điên nó không biết lạnh. Lạ thật đó. Từ ngày anh Mẫn chết đi, mẹ con nhà nó có sang đi bao giờ đâu. Mà kể cũng lạ là sao mẹ nó đâu mà lại để nó đi lang thang như vậy. Kể cha nó, mẹ không có quan tâm. Thằng Mẫn nó bị bỏ bùa mê thuốc lú thì mới lấy phải con vợ như vậy. Bao nhiêu đám ngon lành con nhà ra thế không lấy, lại đi rúc đầu vào cái con rời ơi đất hỡi này. Để bây giờ, ôi giời đất ơi, con ơi là con, sao mày lại ngu thế chứ? Bà Minh sụt sùi khóc thương con trai của mình. Hai cô gái thấy mẹ của mình khóc thì xót xa dìu mẹ vào trong nhà. Sợ mẹ của mình tuổi cao sức yếu lại cảm phong hàn thì khổ. Ba người vừa khuất bóng sau cánh cửa thì có tiếng thở dài lầm bầm của một bà lão vang lên. Đúng là giả nhân giả nghĩa. Cháu nội của mình mà nỡ dứt bỏ như vậy. Tại sao trên đời này là có những người tàn nhẫn như vậy? Cả hai cô gái kia cũng chả tốt đẹp gì. Toàn là một lũ giả nhân giả nghĩa. Miệng nam mô mà bụng một bổ rau găm. Vừa nói bà lão vừa cởi một chiếc áo khoác mình đang mặc, chạy về phía của Út. Lúc này đang ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đờ đẫn chẳng rõ ràng đang khóc hay là cười. Có lẽ vì quá lạnh cho nên cả người của nó run lên bần bật, rất dãi lẫn nước mắt chảy xuống qua cái mũi đỏ ửng, nhìn vô cùng đáng thương. Mặc vào đi cháu, mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu đi lang thang một mình như vậy? Trời thì rét căm căm, chưa kể sông suối ao hồ nhiều như vậy, lăn xuống thì biết đường nào mà lần hả? Bà lão này tên là Lành, là hàng xóm của gia đình bà Minh. Thường ngày cũng chứng kiến cảnh trứng tay gai mắt, nhất là hai cô con gái của bà ta. Mặc dù khá xinh đẹp nhưng thường xuyên đấu đá lẫn nhau. Có lẽ do cuộc sống trong nhung lụa từ nhỏ, lại được mẹ nuông chiều cho nên sinh hư. Thêm vào đó là tính cách tiểu thư lá ngọc vàng. Mai thì đã có chồng nhưng chưa có con, còn Huệ thì mới có người yêu. Việc Mẫn là anh trai của hai cô không may bị rắn độc cắn chết, cũng chẳng những hai người không buồn mà đều hết sức vui vẻ. Bởi vì mai sau tài sản của bà Minh chắc chắn thuộc về cả hai cô. Chính vì vậy mà mẹ con của thằng Út, tuy là con cháu ở trong nhà, lại có thêm nó bị bệnh và bà Minh ghét bỏ. Cho nên Huệ và Mai càng ra sức đuổi mẹ con của bà Tứ, càng không muốn có một chút dây dưa gì. Bởi theo lệ ở nơi này, con gái lấy chồng thì theo chồng, sướng cam khổ chịu. Bố mẹ chỉ cho của hồi môn được bao nhiêu thì được. Còn đâu nhà cửa đất cát thì của những người con trai trong gia đình. Mặc dù hai cô này thì mặc dù cũng không đến mức quá khổ, nhưng với bản tính tham lam ích kỷ của mình,
Khi anh Mẫn chết đi thì cũng là điều gì đó vui mừng. Chỉ có điều là họ khá kín đáo cho nên... Nhìn bà lão Phúc Hậu vừa mặc lên người của mình chiếc áo ấm, thằng Út liền òa lên khóc nức nở. Mẹ cháu bị sao ấy? Mấy hôm nay không thấy mẹ cháu dậy. Khương Mạnh ngờ ngạch mang theo một vẻ hoang mang sợ hãi của thằng Út, làm cho bà Lành cảm thấy khó hiểu. Điều này sao có thể chứ? Nhưng chợt nghĩ ra điều xấu gì đó có thể xảy ra với cô Tứ ngoài cánh đồng, bà Lành thoáng giật mình. Lẽ nào... Liếc mắt nhìn về cánh cổng của nhà bà Minh đang đóng im mỉm, con chó to lớn đang nằm chênh nghênh gác cổng mà bà Lành thở dài. Sau đó thì tay của bà dắt thằng Út tiến về phía cánh đồng của làng. Mùa đông năm nay thật lạnh, từng cơn gió bấc như là cắt da cắt thịt thổi tới, kèm theo những hạt mưa nhẹ bay lất phất, khiến cho cả con đường đất vốn trơn trượt gập ghềnh nên lại càng khó đi. Bà Lành tuy chẳng phải là họ hàng ruột thịt gì với nhà nó, thế nhưng bà còn tốt hơn gấp vạn lần cái người mà thằng Út gọi là bà nội. Nhiều khi cuộc đời éo le và trái ngang, và đôi khi nơi lạnh nhất cũng chẳng phải là mùa đông mà là nơi chẳng có tình thân. Bà Lành vừa đi vừa cất tiếng hỏi Út: mẹ cháu ốm hay sao thế con? Nói rõ bà nghe xem nào. Thằng Út tập tễnh bước thấp bước cao, mũi dãi kèm với nước mắt chảy xuống ướt nhòe. Hai bàn chân của nó cong gập hẳn về phía sau, cho nên chẳng thể xỏ được giày dép như người bình thường, mà lúc nào nó cũng đi chân trần. Nó vừa đi vừa lắp bắp: Mẹ cháu ngủ mãi không dậy, sáng nay cháu gọi mà không tỉnh. Bà ơi, bà cứu mẹ cháu bị bệnh nặng lắm. Bà Lành lặng người không nói câu nào, có lẽ linh tính báo cho bà biết cô Tứ có thể đã xảy ra chuyện. Và thằng Út nó mặc dù là đứa trẻ kém tinh khôn, nhưng nó cũng biết về nhà bà nội tìm kiếm sự giúp đỡ. Có điều nhà bà Minh và hai cô con gái kia sống quá vô tình bạc ác, thậm chí có thể coi là khốn nạn. Nhìn thấy cháu ruột của mình như vậy mà chẳng tỏ chút mảy may thương cảm. Không may mà có bà Lành giúp đỡ dẫn nó về nhà. Cái dáng vẻ của thằng Út tuy đã hơn 10 tuổi, nhưng đầu óc chỉ là một đứa trẻ lên năm. Vóc dáng nhỏ thó tập tễnh siêu vẹo, thật khiến cho những người nhìn thấy không khỏi xót xa cho một phận người. Gia đình bên nhà ngoại của cô Tứ thì nghèo khó, bố thì mất sớm, mẹ cũng qua đời sau một cơn bạo bệnh. Bây giờ chỉ còn một mình cô với lại thằng Út. Hai mẹ con giao cháu nuôi nhau. Cô Tứ thì ai thuê gì làm nấy, cuộc sống bình thường như vậy trôi qua. Chỉ có điều tất cả những lời của bà Minh lần trước nói với ông Mẫn là bà mang quái tướng là thật. Có lẽ mỗi người đều có một số phận, một linh hồn, nhưng số của bà Tứ là số khổ, đến chết cũng khổ. Bà Lành dẫn thằng Út qua cánh đồng của làng Đại Lãn, tiến về phía căn chòi vịt, nơi hai mẹ con nhà nó ở đấy. Căn nhà trống hoác tuềnh toàng, thậm chí đến chiếc giường ngủ cũng chẳng có, mà được trải bằng một tấm phản kê lên mấy viên gạch. Bốn phía được bịt lại bằng những chiếc bao tải rách tứ phía. Có lẽ do nhà vắng bàn tay của đàn ông, cho nên căn chòi rột tứ tung mà không có người sửa chữa. Mưa đã bắt đầu nặng hạt, cho nên giọt từng giọt tong tong xuống tấm phản ướt thẫm. Vì ở giữa cánh đồng trống trải hoang vu, cho nên là chỉ một cơn gió thổi nhẹ cũng khiến cho căn lều có một cảm giác như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Bước vào trong căn lều thì bà Lành nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cô Tứ đâu cả, thì túm lấy tay của thằng Út rồi hỏi: mẹ cháu đâu? Thằng Út lắc đầu ý bảo là không biết. Nó chỉ tay vào chiếc phản ở giữa căn chòi rồi lắp bắp: Mẹ cháu sáng nay còn nằm đây. Mẹ cháu bảo cháu sang tìm bà nội và hai cô sang đây mà. Thằng Út trả lời bà Lành, gương mặt nó ngơ ngác không hiểu điều gì. Tứ ơi Tứ, cô đi đâu rồi? Khổ vậy, tối rồi mà đi đâu không biết. Bà Lành chắp tay vào miệng thành chiếc loa rồi gọi miệng lớn. Bà nhìn quanh quần rồi lầm bầm nói với thằng Út: khổ thật đấy. Hai mẹ con mày ở ngoài này quần áo cũng không có mặc, lạnh thế này thì sao mà chịu được. Để mai bà mang ít quần áo cũ mà mặc vào. Ở trong làng còn đỡ chứ ở ngoài này thì lạnh lắm. Mà mẹ mày đi đâu được chứ, muộn rồi mà. Thế tối nay mà ăn gì? Không có ai nấu ăn cho mày thì chết đói à cháu? Không biết mẹ mày đi đâu mà giờ này còn chưa về nữa.
con cái thì ốm đau bệnh tật. Khổ thân hai mẹ con, tưởng lấy chồng giàu thì sung sướng, ai ngờ... Liếc nhìn đến cái bàn thờ có một bức vẽ truyền thần, trên đó có di ảnh của anh Mẫn. Bà Lành lẩm bẩm một mình. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Giá như anh Mẫn còn sống, thì mẹ con của nó đỡ vất vả hơn không? Bà vừa nói vừa tìm chiếc đèn dầu, sau đó thì châm lửa đốt lên. Tiếng lửa cháy xèo xèo mang theo một mùi cháy khét lẹt của xác những con thiêu thân bên trong bóng đèn. Khẽ khều cái bấc cho ngọn đèn cháy sáng hơn một chút, bà Lành định gọi thằng Út. Đợi mẹ mày về thì bà về, lạ thật đấy. Mưa gió thế này lại đi đâu không biết, trời tối rồi. Cháu có đói thì ăn tạm cái bánh đang đeo ở cổ đi. Thằng Út thì đứng ngẩn ngơ, nó dường như chẳng nghe thấy bà Lành vừa nói gì, mà nó nhìn ra ngoài trời, gương mặt ngờ nghệch, ánh mắt vô hồn buồn rười rượi. Bầu trời tối mịt mang theo từng cơn gió lạnh thấu xương, tạt vào trong căn chòi rách nát, làm cho nó khẽ run lên nhẹ nhẹ. Bất chợt một tia chớp nháy lên, rồi một luồng sét giống như là thanh kiếm của ai đó giáng mạnh xuống, rải ngoang qua bầu trời, làm cả cánh đồng của làng Đại Lãn sáng rực. Sau giây lát hoảng sợ, thằng Út bỗng nhiên gọi lớn. Mẹ, mẹ về, mẹ vào nhà đi không, ướt mẹ ơi. Đang ngồi thất thần, nó đứng bật dậy chạy ra khỏi cửa, nước mắt tuôn trào như mưa. Cái chân tật nguyền của nó đứng chẳng vững mà ngã rúi rụi xuống nền nhà ướt sũng. Biểu hiện lạ lùng của thằng Út làm cho bà Lành khó hiểu, liền đứng lên chạy ra phía đó. Bà Lành ngạc nhiên hơn khi bên ngoài trời tối thui, chỉ có những cơn gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh buốt đến thấu xương. Chứ làm gì có ai ngoài này mà thằng Út gọi mẹ? Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Mẹ cháu đâu? Sao bà không có nhìn thấy? Chiếc đèn dầu bé tẹo trong căn lều cũng chẳng đủ ánh sáng để chiếu ra bên ngoài. Khung cảnh vốn đã hoang vu vắng vẻ, nay lại càng thêm phần cô tịch. Bầu trời âm u không trăng sao, chỉ còn những tiếng rít gào của gió xuyên qua những bức vách, làm cho bà Lành bất chợt sinh ra một cảm giác rợn rợn. Đúng lúc này thì tai của bà Lành nghe thấy có tiếng động lạ ở phía sau căn chòi, nghe giống như là có tiếng ai đó cào mạnh vào vách tường, vang lên những tiếng xoẹt xoẹt. Mặc dù tiếng gió vẫn còn rít lên từng chập, nhưng tiếng cào kia vẫn mỗi lúc một vang lên dữ dội. Tò mò, bà Lành liền bước ra phía tấm ván phía sau căn chòi, ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Đầm vào mắt của bà là một hình ảnh hết sức kinh ngạc. Một con mèo đen tuyền to lớn đang ngồi chếm chệ trên chiếc lu đựng nước sau nhà. Dường như nó cũng cảm nhận được có người đang nhìn nó. Bất ngờ nó quay ngoắt người lại, hứng đôi mắt đỏ như hai hòn than, nhìn chằm chằm về phía của bà Lành. Giật bắn mình, Lành lắp bắp định nói gì, thì bất ngờ thằng Út nó liền gào lên. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Vừa khóc nó vừa chạy từ đằng trước ra đằng sau căn chòi. Bà Lành lập tức chạy đi theo, định kéo tay của nó lại. Có lẽ bà Lành đề phòng con vật kỳ lạ ngoài kia. Một tiếng mèo gào lớn vang lên, rồi con mèo nhảy xuống khỏi lu nước, sau đó biến mất hoàn toàn vào bóng tối đen kịt. Bà Lành sợ hãi run rẩy nhìn về phía lu nước, một hình ảnh hết sức đáng sợ đập vào mắt của mình. Đó là hai cái chân của một người đang chồng ngược lên, theo tư thế trồng cây chuối, cắm đầu vào trong lu nước. Ngay lập tức bà Lành chạy lại muốn nhấc cái chân ra, nhưng có lẽ cái lù nước quá cao, bà Lành loay hoay một lúc mà chẳng thể nào kéo ra được. Nhìn xung quanh có viên gạch, bà Lành liền cầm lấy đập mạnh vào chiếc lu. Một tiếng động khá lớn vang lên, làm cho chiếc lu kia vỡ tan tành. Nước từ bên trong chảy ra, để lộ ra một cái xác người chết từ lúc nào, gương mặt trắng nhợt nhạt tái xanh. Có lẽ đã chết mấy hôm nay rồi. Trời đất đời tứ, sao lại như thế này? Trời đã đời chết người rồi. Bà Lành hoảng sợ kêu toáng lên, nhìn gương mặt của cô tứ lúc này vô cùng đáng sợ, bởi ngâm trong nước lâu ngày, cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu trương phình. Thằng Út lúc này nó thấy mẹ bị như vậy thì khóc lớn gọi mẹ, chạy lại ôm chầm lấy cái xác đã cứng đơ. Gương mặt của nó đầy rứt rãi nấc lên từng tiếng. Trong tâm trí non nớt của nó chưa thể hiểu được cuộc sống sau này của nó sẽ ra sao, khi mà trước đó đã mất cha, bây giờ lại mất thêm cả mẹ. Bà Lành lập tức chạy về làng hô hoán mọi người ra chòi vịt ngoài cánh đồng.
Chỉ một lát sau, nhiều người cầm theo đèn đuốc chạy ra. Nhưng chẳng ai thấy gia đình của nhà bà Minh, ba người có mặt ở đấy cả. Hôm nay là ngày đưa tang cô Tứ. Vì căn chòi mà cô Tứ và anh Mẫn cùng với thằng Út sống ở ngoài cánh đồng, mà mảnh đất tha ma thì bên ngoài cánh bãi. Muốn ra bãi tha ma chỉ còn cách là di chuyển vào trong làng. Quãng đường cũng khá xa, đường gập ghềnh khó đi, cho nên chiếc xe tang đi rất chậm. Chẳng ai cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh của một cậu bé bị tật nguyền, mặc một chiếc áo xô, vừa đi giật lùi vừa khóc thảm thiết, tiếng khóc nghe xé cả lòng. Nhà bà Minh có tiếng là giàu có nhưng lại rất kẹt xìn. Mới đầu bà ta và hai cô gái còn không có ý định sang đám ma của con dâu. Nhưng có lẽ do nhiều lời xì xào bàn tán quá, lại thêm việc người ta nghi ngờ cái chết của cô Tứ có liên quan đến gia đình của bà. Bởi vì mấy hôm trước cô Tứ rất bình thường, người ta còn thấy cô đi từ nhà bà Minh bước ra. Chẳng có lý do gì mà một người như cô Tứ lại có thể chết cắm đầu vào lu nước, chết một cách lãng xẹt như vậy. Thêm điều lạ nữa là tại sao cô Tứ chết đã vài hôm mà thằng Út lại đến tận nhà bảo bà nội là mẹ cháu xin bà và hai cô cho về nhà. Bởi vì ngoài trời vịt dưới cánh đồng lạnh lắm. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra, không ít người lắm mồm bàn tán. Bởi vì người ở đâu có thể không biết. Chứ việc bà Minh khắt khe cay nghiệt với vợ chồng nhà anh Mẫn và cô Tứ thì cả cái làng Đại Lãn này ai mà chẳng biết. Bà ta chê ẩm chê eo rằng cô Tứ có quái tướng rồi mang số sát phu, cho nên tìm mọi cách ngăn cản. Sự việc càng căng thẳng hơn khi mà hai vợ chồng của anh Mẫn cố tình đến với nhau vì cô Tứ đã có thằng Út. Cho nên lúc này bà Minh cùng với Mai và Huệ miễn cưỡng đến đưa ma. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho đạt. Bà Minh khóc như mưa, hai cô em chồng cũng vậy. Nếu không biết thì lại nghĩ là gia đình này yêu thương cô Tứ lắm. Đoàn người cứ như vậy tiến về phía nghĩa trang. Cơn mưa đã bắt đầu sầm sì, bầu trời chuyển cơn giông tố, gió lốc cuốn mù mịt. Dường như nếu không nhanh thì rất có thể đưa ra được đến nghĩa trang. Chiếc xe chở quan tài lắc lư chao đảo khi bất ngờ một chiếc bánh xe chèn vào trong hòn gạch, khiến nó suýt nữa thì đổ nghiêng về phía của bà Minh và hai cô con gái. Đúng lúc ấy thì một cơn gió lớn như là một cơn lốc xoáy mang theo hơi lạnh buốt đến thấu xương tạt thẳng vào đoàn người đi đưa ma, khiến cho tất cả ai nấy đều hoảng hốt. Bụi và lá cây khô cuốn lên mù mịt tựa như là một trận cuồng phong. Cơn gió mạnh đến nỗi xô ngả cả những ai thấp bé nhẹ cân cầm theo mũ nón. Có cảm giác như đây là một cơn bão thì đúng hơn. Xen lẫn trong đám bụi mịt mù, tiếng lốc xoáy rít gào văng vẳng, có tiếng mèo gầm gừ như là từ cõi mênh mông nào đó vọng về, làm cho mọi người lâm vào trạng thái hỗn loạn. Phải mất một lúc lâu thì mọi người mới lấy lại được bình tĩnh. Ai nấy đều lộ ra vẻ hoảng hốt tột độ khi thấy chiếc xe tang chẳng hiểu tại sao mà lại bị lật nghiêng. Chiếc quan tài chứa xác của cô Tứ bị xô lệch trần hẳn về một bên. Rồi từ trên nóc chiếc xe tang có con mèo đen to lớn đang đứng lù lù từ lúc nào, hướng cả mắt to tròn nhìn về phía ba mẹ con nhà bà Minh, đôi mắt đỏ rực chứa đầy sát khí gầm gừ. Mèo đen, bắt lấy nó, đừng để nó kinh động đến người chết trong áo quan, khéo là người chết lại thành quỷ nhập tràng đấy. Chẳng biết tiếng của ai đó vang lên trong đám đông, nghe như giọng nói của ông lão gồ lúc trước cầm bó đuốc dẫn đoàn. Đây cũng chính là người ban nãy cầm cây đuốc bằng tre bên trong đổ dầu hỏa và nhét rẻ và làm bấc. Nhưng kỳ quái lúc này bó đuốc trên tay của ông đã tắt ngấm từ lúc nào, chỉ còn vài luồng khói mờ nhạt bốc lên mà thôi. Có thể do trận gió mạnh ban nãy làm cho bó đuốc tắt đi, mà trong đám tang ở vùng quê này, người ta kiêng kỵ nhất là việc bị tắt đuốc. Điều này khiến cho vong hồn của người chết sẽ không thể đến được nơi cần đến. Khi ông lão quay lại định châm lại thì giật mình khi mà nhìn trên nóc xe tang, thấy một con mèo rất lớn, cho nên mới hét lên như vậy. Nhưng dường như đã muộn, cũng chẳng rõ là con gió kỳ lạ ban nãy là tự nhiên hay là do một thế lực vô hình nào đó tạo ra. Mà chẳng hiểu tại sao đúng lúc chiếc quan tài bỗng nhiên có tiếng động rất mạnh. Rồi từ bên trong vọng ra tiếng cào vào trong áo quan. Tất cả những người có mặt ở đó ai nấy đều hoảng hốt tột độ. Đây chính là điều lạ lùng nhất mà xưa nay họ từng chứng kiến.
không ít người sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Có quỷ, trời đất ơi, quỷ nhập trang. Rồi bỗng nhiên một luồng khói màu đen mắt thường cũng có thể nhìn thấy được từ phía bên trên nóc xe tang, nói đúng hơn là từ phía con mèo đen đang đứng trên đó thoát ra tiến nhập vào quan tài. Tiếng đạp chân mạnh hết sức, giống như có ai đó đang muốn thoát ra từ trong chiếc quan tài kia. Lúc này thì chẳng ai còn có thể giữ nổi bình tĩnh, đều hoảng loạn hét lên đầy sợ hãi. Bởi vì từ xưa đến nay, việc kỳ quái này là việc lần đầu tiên người ta được mục sở thị. Rồi bất ngờ chiếc quan tài rơi hẳn xuống đất, nắp quan tài bung ra, để lộ bên trong là một người phụ nữ đang bị buộc cả người vào những tấm vải xô màu trắng khi tẩm liệm, nhìn như là xác ướp. Đó chính là cô Tứ. Cả cái xác có lẽ bị lực tác động mạnh, sau đó thì bỗng nhiên rơi hẳn ra khỏi áo quan xuống đất, sau đó thì nằm im bất động. Sợ hãi nhất chính là ba mẹ con của nhà bà Minh đang đứng ở vị trí sát chiếc xe tang. Cả ba người run lên bần bật nhìn nhau không dám nói một câu gì. À Mai thì hét lên một tiếng, sau đó thì ngất lịm đi. Huệ thì ngay lập tức lùi lại, nhìn chằm chằm về phía cái xác của cô Tứ, lộ ra vẻ đầy hoang mang. Bà Minh thì bình tĩnh nhất trong ba người, nhưng nhất thời chưa biết phải làm như thế nào cả. Mẹ ơi, mẹ sống lại rồi. Tiếng của thằng Út vang lên tập tễnh chạy về cái xác của mẹ mình. Nhưng đúng lúc này có một bàn tay giữ chặt lấy nó, chính là ông lão gồ lúc trước cầm cây đuốc. Lúc này ở cạnh ông ta cũng có vài người làng bạo gan, cố nán lại để theo dõi sự việc. Đây chính là điều kỳ lạ nhất chưa bao giờ xảy ra ở đây. Thậm chí là xưa nay họ cũng chẳng bao giờ tin vào ma quỷ gì đó. Nhưng này tận mắt chứng kiến thì không khỏi sợ hãi lẫn hoang mang. Bỏ cháu ra, cháu về cứu mẹ cháu. Tiếng của thằng Út vừa khóc nấc vừa dãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của lão gồ, nhưng sức nó quá yếu không thể cựa được. Mẹ cháu chết rồi, kia là quỷ nhập trang, không phải là mẹ cháu đâu, đừng lại gần kẻo nguy hiểm. Ông lão gồ cất giọng nói thều thào, gương mặt của ông ta lúc này cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì, mà chỉ chăm chú nhìn về xác của cô Tứ đang nằm bất động dưới đất. Khẽ nhíu mày, ông lão gồ này lẩm bẩm, quái lạ thật, cô Tứ kia đã chết, nhưng ta vẫn cứ cảm giác vong hồn này chết oan khuất, cho nên mới tìm cách trở lại dương gian. Lẽ nào... Chưa kịp nói hết câu thì cái xác của cô Tứ bỗng nhiên cử động rồi đứng bật dậy, hướng về phía ba mẹ con của bà Minh mà lao đến. Gương mặt trắng bợt thâm tím bỗng nhiên mở trừng ra để lòng trắng, cực kỳ ghê sợ. Tình cảnh quá bất ngờ khiến tất cả những người có mặt ở đây đều phải rú lên rồi chạy mất dạng. Duy chỉ có bà Minh đã kéo tay cô Mai, muốn lôi đi bởi đang ngất xỉu. Liếc mắt nhìn về ba mẹ con bà Minh, ông lão gồ mới cất đi tiếng nói. Bà mẹ con bà tránh ra, đừng để cái xác nó chạm vào người. Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của ông lão gồ, bà Minh lúc này giống như là bị thôi miên, bất chợt đứng khựng lại. Đối diện với xác của cô Tứ nói bằng một giọng run rẩy, xen lẫn vẻ hoảng sợ. Tay của bà chỉ vào cái xác đang đứng ở trước mặt, một mái tóc dài của cô Tứ chấm gót chân, hai mắt đầy lòng trắng không có phản ứng gì. Tiếng là thầy đồng nhưng chưa bao giờ bà Minh chứng kiến sự việc quỷ dị như thế này. Mày là con quỷ, chết rồi mà không siêu thoát là sao? Tại sao? Sao mày không đi đầu thai? Cái xác của cô Tứ hiện tại được chặn trước mặt, cả người vẫn bị cuốn chặt bằng những tấm vải xô trắng. Mắt mờ trần trừng hướng về con gái của bà Minh là Mai, lúc này ả cũng đã tỉnh lại. Con Tứ sống lại hả? Nó bị tôi giết chết rồi cơ mà, sao bây giờ nó lại sống lại? Nhưng vừa nói đến đây, ả biết mình đã lỡ lời liền lấy tay bịt lại, sau đó ôm chầm lấy mẹ của mình, điều bộ vô cùng hoảng sợ. Ánh mắt lén liếc nhìn về mọi người xung quanh, sợ những lời vừa nãy của mình có ai nghe thấy. Thì ra là như vậy, ân đền oán trả, cô gái kia thật ác độc, đuổi cùng giết tận, thù oán gì đâu mà phải xuống tay hạ sát cô Tứ. Ông lão gồ lắc đầu nói với mấy người xung quanh, điều bộ hết sức đau lòng. Thằng Út nghe thấy vậy thì hét lớn. Bà nội, cô Mai, cô Huệ, các người, tại sao các người lại giết mẹ cháu? Mẹ cháu có tội tình gì chứ? Bà nội ơi, bà ác lắm. Nó giật tay ra chạy về phía mẹ của mình. Ông lão gồ muốn giữ nó lại nhưng chẳng kịp. Nó đã chạy về phía mẹ của mình ôm chầm lấy khóc như mưa. Gương mặt mếu máo kèm theo rất rãi đau khổ.
Tiếng khóc nức nghẹn ngào của một thằng nhóc bệnh tật vang lên, làm cho ai nấy đều rưng rưng. Mẹ ơi, mẹ sao thế này hả mẹ? Bố còn đã chết, mẹ bây giờ cũng bỏ con đi, bây giờ con biết sống với ai? Bà nội ơi, hai cô ơi, tại sao? Con còn chỗ dựa duy nhất là mẹ con thôi mà tại sao? Chẳng biết có phải do nó khóc lớn quá, hoặc cũng có thể tình mẫu tử thiêng liêng hay không. Dù đã chết bị biến thành quỷ nhập tràng, nhưng cô Tứ không hề làm hại con của mình. Môi khẽ mấp máy những từ không thành lời, chỉ hướng đôi mắt vô hồn để lòng trắng nhìn con trai. Từ trên gương mặt tái nhợt thâm tím chảy ra hai dòng huyết lệ vô cùng đáng sợ. Rồi bỗng nhiên những tấm vải xô quấn quanh người của cô Tứ bỗng nhiên đứt phần phật, giống như là chiếc kèn tầm vậy. Bàn tay của cô Tú lúc này vứt lên mái tóc của thằng Út, giọng nói ma mị cất lên. Con trai, chết không phải là hết. Mẹ vẫn luôn dõi theo con, phù hộ cho con. Mẹ hận, hận tất cả những người mà mẹ từng coi là gia đình. Con hãy sống tốt nhé. Mày kiện lại đi, thứ đàn bà sát chồng. Mày chết là phải rồi, đi siêu thoát đi. Còn quay lại đây làm gì? Bà Minh quát cô Tứ, giọng nói run rẩy vang lên chẳng rõ vì tức giận hay sợ hãi. Cái gì? Bà vừa nói gì? Bà nói tôi sát chồng. Bà Minh ngớ người ra trước câu hỏi ngược lại của con dâu. Có lẽ trong đầu của bà ta nghĩ rằng cô Tứ xưa đến nay luôn là người cam chịu, bị mẹ con của bà ta chèn ép, áp đặt đủ mọi thứ, đến chết cũng không dám cãi lời. Cho nên bây giờ bà Minh nghĩ mình vẫn còn mang theo cái áp đặt đấy. Con mụ già ngu ngốc, bà luôn miệng nói bà là thầy, nhưng toàn lừa đảo kiếm tiền của thiên hạ mà thôi. Bà nói tôi sát chồng, vậy bà là gì? Chồng của bà cũng chết từ khi bà còn trẻ, vậy bà là sát gì? Cô Tứ nói bằng giọng vô cùng bực tức, giọng nói ma mị lạnh lẽo tột độ, giống như mỉa mai nhìn đã oán trách. Mày có cãi láo? Đời thủa nhà ai mẹ chồng nói con dâu cãi nhằm nhảm như vậy hả? Ôi làng nước ơi! Đúng là lưỡi không xương thì tìm đường lắt léo. Ngày xưa lúc anh Mẫn còn sống, bà thử ngẫm lại xem, bà, con Mai, con Huệ, có bao giờ bà và hai đứa con của bà coi tên là con, là chị dâu trong nhà chưa? Hay chỉ dùng mọi cách tống khứ tôi ra khỏi nhà? Cô Tứ cười gần lên một tiếng, sau đó vuốt nhẹ lên mái tóc của thằng Út rồi tiếp tục. Ngay cả thằng Út cháu nội của bà đấy, các người còn hắt hồi nó. Các người sống thất nhân ác đức lắm. Bà có thành kiến với bố mẹ đẻ tôi, tôi cũng biết vậy nên không dám cãi nửa lời. Nhưng càng ngày ba mẹ con của bà lại càng quá đáng. Chúng tôi ra ở riêng ngoài cánh đồng, bà và hai con gái của bà tìm mọi cách phá. Lẽ nào chỉ vì cái tướng sát phu của tôi? Lẽ nào chỉ vì vấn đề này mà bà đem lòng thù ghét? Các người sống vậy, bảo sao mà không vô phúc? Miệng lúc nào cũng nam mô, nhưng bụng dạ chứa đựng toàn rau găm thuốc độc mà thôi. Thầy làm gì, nói đạo lý làm gì? Thằng Út cháu nội bà cũng xài con Huệ mang thuốc phá thai sắc lên cho tôi uống. Bà đừng tưởng tôi không biết ý định của bà. Mẹ chồng tốt. Cô Tứ uất nghẹn nói từng tiếng đầy đau đớn, dường như hôm nay cô muốn chất vấn ba mẹ con của nhà bà Minh, khiến cho họ phải tâm phục khẩu phục. Sau đó mới xử lý. Mày láo tết cơm miệng. Mày có biết những lời mày nói làm nhục gia phong lề giáo của nhà tao hay không? Chồng mày đã chết, nó biết mày như vậy chắc hẳn nó sẽ không yên lòng mà nhắm mắt. Mày là con dâu rắn độc. Bà Minh nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn mình, mặc dù sợ hãi cô đấm ăn xôi, mắng chị Tứ xối xả. Anh Mẫn chồng tôi chết cũng vì bà đấy. Bà có biết không hả? Hẳn là bà còn nhớ lần bà bị ốm nặng, anh Mẫn về nhà ngỏ ý muốn ở lại chăm sóc. Bà cùng với hai con gái của bà trăm phương ngàn kế muốn đuổi anh ấy đi. Rồi bà bảo bà muốn ăn thịt rắn trắng. Ăn thịt rắn này thì mới làm cho bà khỏi bệnh đúng không? Anh ấy đi bắt rắn trắng về cho bà đấy. Bà chính là người giết chết anh đấy, chứ không phải là ai khác đâu. Cái này... Bà Minh nghe cô Tứ nói vậy chỉ biết lắp bắp giật mình. Lần ấy đúng là do bà ta bị ốm nằm liệt dòng dã một thời gian. Anh Mẫn về nhà nhưng bà Minh nói là muốn ăn cháo rắn trắng, bởi bà ta nằm mơ thấy có người về báo mộng. Bệnh của bà ta muốn khỏi
phải ăn cháo rắn trắng mới khỏi được. Chính vì vậy anh Mẫn mới đi tìm, cho nên... Mẹ chồng, bà bảo tôi sát phu, còn bà sát gì? Cô Tứ mỉa mai, gương mặt không một chút cảm xúc nào, hướng về phía hai cô em chồng là Mai và Huệ rồi từ từ tiến lại. Mai ơi, cô độc ác vậy cô. Cháu nó là cháu ruột cô đấy. Tại sao cô lại cho tôi uống thuốc phá thai, để đến bây giờ nó mới dị tật như vậy? Nếu như không có thang thuốc mà cô mua về sau đó nói với tôi là thuốc dưỡng thai, cô là mẹ rồi cơ mà, sao cô thất đức như thế? À, nghe cô Tứ nói vậy thì sợ hãi, quỳ sụp xuống khóc lóc cầu xin chối đầy đầy. Chị Tứ, không phải em, là ý của chị Huệ. Chị ấy là chủ mưu, em không biết gì cả. Thật không em chồng? Chị biết cô có thành kiến với chị. Buổi đầu tiên anh Mẫn dẫn tôi về nhà ra mắt, cô là người luôn miệng chỉ chiết nói tôi thế này thế nọ. Giờ biết tin tôi có bầu thằng út, cô còn khinh bỉ ra mặt. Ai ngờ mấy tháng sau cô cũng là người chữa trước. Thậm chí mẹ cô còn phải sang nhà người ta van xin lại lộc xin cưới. Cuộc đời nhiều khi éo le khù khòm em nhờ. Người tổn thương lại cứ thích làm tổn thương người khác. Cô ác lắm cô Mai hả? Nói đoạn chị Tứ quay về phía cổ Huệ. Lúc này gương mặt của à ta tái nhợt, cắt không còn giọt máu, liên tục lùi về đằng sau. Nhưng nhắc đến đoạn chiếc quan tài thì vấp chân vào đấy, ngã ngửa vào bên trong. Em chồng, mẹ con chị khổ lắm rồi. Em còn đén bỏ thuốc mê vào trong đu nước để hại chị. Sao em ác vậy? Bất ngờ cô Tứ chẳng hiểu bằng cách nào lập tức đã đứng trước mặt cổ Huệ, dường đôi mắt vô hồn nhìn về phía cổ ả. Giọng nói âm u mang theo một vẻ tà mị khó tả, khiến cho Huệ sợ hãi đứng liên tục van xin. Em xin chị tha cho em. Em biết tội của em rồi, em hứa sẽ thay đổi. Em còn gia đình, còn chồng con em nữa. Gia đình? Mình mày có gia đình, ta không có hả? Ta cũng có gia đình của tao. Mày chết tao bây giờ thì đền mạng đi. Vừa dứt lời thì bàn tay cứng như gọng kìm của Tứ thò ra. Bề đó các đầu móng tay đen sì đã dài ra như là móng vuốt, bất ngờ cắm thẳng vào cổ họng của ả. Máu phun ra thành dòng suối xả. Chỉ một lát sau thì ả không còn cự quậy được nữa. Dường như trước khi chết, Huệ vẫn không thể tin vào mắt của mình, việc hồn ma của cô Tứ bằng cách nào đó quay về để giết chết ả. Sự việc diễn ra quá nhanh trước sự chứng kiến của bao người, làm cho ai nấy đều hoảng loạn hết lên. Bà mình thấy con gái bị như vậy thì muốn lao lên để bảo vệ, nhưng dường như mọi nỗ lực của bà ta đều bất thành. Cả cơ thể của bà ta không thể cử động được, hai mắt chỉ biết trợn tròn ra chứng kiến con gái của mình bị giết chết. Vừa sợ hãi hoảng loạn vừa nhìn về phía Tứ tỏ ra căm hận, bà mình chửi rủa giọng điệu vô cùng cay nghiệt. Mày là cái đồ ác quỷ, mày đúng là đồ phản phúc. Mụ già, còn mở mồm ra nói được nữa hả? Bà có tin tôi giết chết bà ngay lập tức không? Bà sống thất đức lắm, lúc nào cũng xưng mình là thầy thiên hạ, nhưng bà mới là con quỷ. Bất ngờ bà Minh bị nhấc bổng lên, hai chân liên tục quấy đạp trong không khí. Có cảm giác bà ta hiện tại đang đau đớn lắm. Bà Minh muốn nói gì đó nhưng lúc này chỉ phát ra được những tiếng ngạc ngạc vô cùng khó chịu. Cậu con gái của bà ta thấy mẹ như vậy, liền lao lên muốn cứu lấy mẹ, nhưng cũng bị nhấc bổng lên. Tình cảnh trước mặt mọi người vô cùng quỷ dị, ai nấy đều chẳng biết làm thế nào. Hôm nay tất cả đều phải chết, nhà chúng mày sống ác nhân thất đức cố nạn vô cùng, đây cũng là quả báo mà thôi. Bà mình và cô con gái tên Mai bị nhấc bổng lên cao, giống như là một sợi dây vô hình treo ngược lên vậy. Đúng lúc nguy hiểm nhất thì có tiếng chuông đồng rất lớn kêu lên. Tiếng chuông ngân lên đánh sâu vào linh hồn của tất cả mọi người có mặt tại đây, làm cho thanh tỉnh lại. Dừng tay lại, mau dừng lại. Thí chủ hãy cải tà quy chính, lập địa thành Phật, đừng để mọi chuyện đi quá xa, A-di-đà Phật. Bất ngờ một tiếng quát vang lên, đây chính là một vị sư già chủ trì ngôi chùa cổ của làng Đại Lãn. Bà nãy có một số người lúc đưa ma Thích Cửu Tứ có hiện tượng lạ, cho nên đã về làng hô hoán. Một đồn trăm trăm đồn ngàn. Chỉ một lúc sau câu chuyện về cô Tứ bị quỷ nhập tràng hiện về đòi mạng, ba mẹ con nhà bà Minh, thầy đồng ở giữa làng lọt đến tai của vị cao tăng, ngay lập tức vị sư già đã có mặt.
Rồi một tràng những tiếng niệm chú ngữ và những tiếng Phật hiệu vang lên. Lão chọc già, tôi biết trước sau gì ngài cũng đến, cơ mà tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Điều tôi quan tâm bây giờ là đòi món nợ máu này. Tiếng của cô Tứ vang lên, điều bộ có vẻ như không mấy quan tâm đến việc vị đại sư đang có mặt tại đây. À, gì đà Phật, thí chủ xin hãy bình tâm mọi chuyện từ từ nói. Nói gì bây giờ khi mà nhà này, bà ta cùng với hai cô con gái của mình 5 lần 7 lượt hại chết tôi. Cho đến ngày lúc này tôi đã chết, ngài hãy nhìn đi. Trong vách quan tài kia đó chính là vật yểm. Ngài là đại sư, tâm theo Phật, được học qua giáo lý nhà Phật. Ngài thử giải thích xem đó là gì. Liệu đó có phải là muốn tôi không về, ám hại mẹ con nhà họ phải không? Cô Tứ lên tiếng chất vấn điệu bộ rất gay gắt, dường như nỗi thù hận mang theo trong lòng rất lớn. À gì đà Phật, ta là con nhà Phật, có đôi lời nhắn nhủ với thí chủ. Mở lời Đức Phật có vài câu. Ta biết thí chủ bây giờ nếu giết chết mẹ con nhà kia thì có lẽ là đủ sức. Nhưng mà dù sao con trai của thí chủ vẫn mang máu mủ của nhà bà ta. À gì đà Phật, thí chủ hãy buông bỏ chấp niệm, oan oan tương báo đến bao giờ. Mượn lời của Đức Phật, ta có câu này muốn nhắn nhủ với thí chủ. Nói rồi vị sư già ngồi xuống đất, ánh mắt hiền từ nhìn về phía cô Tứ, mang theo vẻ tĩnh lặng như trước. Mặc cho cô Tứ lúc này cực kỳ hung dữ, một gương mặt với bộ dáng vô cùng đáng sợ. Vị đại sư vi xung quanh, tay lần chẳng hạt miệng nói từ tốn bằng giọng điệu triết lý của nhà Phật. Hãy nhìn vào thân xác phàm tục, thí chủ sẽ thấy cái thân xác đó ô uế biết chừng nào. Khi thí chủ hiểu được rằng lạc thú vẫn đau đớn của thân xác cũng chỉ là cội nguồn chung của khổ đau. Khi hiểu được như vậy, thí chủ sẽ không thể nào tự buông lỏng cho dục vọng chi phối của mình. Hãy nhìn vào tâm thức của thí chủ, sẽ thấy cái tâm thức đó biến dạng không ngừng. Vì vậy, chúng ta không thể nào tự buông rơi vào chính những ảo giác của tâm thức, để rồi tự duy trì những kiêu căng và ích kỷ do tâm thức tạo ra. Nhất là khi chúng ta hiểu được rằng những cảm xúc đó nhất định chỉ mang đến đau khổ mà thôi. Hãy nhìn vào tất cả các vật thể xung quanh xem có vật thể nào trường tồn hay không, có vật thể nào không phải là những cấu hợp sinh ra hay không. Tất cả sẽ gãy nát, tan rã và phân tán. Thí chủ chớ sợ hãi khi nhận thấy khổ đau công khắp mọi nơi. Hãy nói theo những lời giáo huấn của Đức Phật, kể cả sau khi ngài đã tịch diệt. Như vậy thí chủ sẽ loại bỏ được khổ đau. Người từng nói lập địa thành Phật. Thật vậy, cứ nói theo những lời giáo huấn của ngài, rồi nhất định chúng ta sẽ trở thành những đồ đệ thực sự của ngài. Nói thì dễ lắm, nhưng mạng sống của ta, ai sẽ trả lại cho ta? Còn con cái của ta, đứa bé này, ai sẽ là người nuôi dưỡng nó lớn? Ngài bảo là ngài là con của Đức Phật, tu hành theo chính đạo. Vậy ai là người trả lại mạng sống cho ta? Ai sẽ là người nuôi dưỡng con trai của ta? Chỉ cần ngài trả lời được câu hỏi này, ta nguyện theo ngài về hàng ngày tu tâm dưỡng tính, buông bỏ mọi thứ để lập địa thành Phật. Nếu không trả lời được, chắc chắn hôm nay hai mẹ con nhà này sẽ phải chết. Nói rồi cô Tứ hướng đôi mắt trắng ngần vô hồn quay về phía vị sư chủ trì tiếp tục nói, giọng nói mang theo một vẻ âm lãnh. Tôi chết rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao, kể cả có xứng âm phủ đối diện Diêm Vương phán quan, tôi cũng chẳng sợ, hướng gì một lão sư như ngài. Cô Tứ vừa cười vừa nói như điên dại, sau đó thì quay ngoắt đầu hướng về phía bà Minh, lúc này đang đau đớn và sợ hãi. Có lẽ bây giờ bà ta mới thấu thiết được hai từ nhân quả. Thí chủ, ta biết thí chủ mang theo nỗi hàm oan, nhưng mạng thì đền mạng, sống ác thì phải gặp quả báo là điều đương nhiên. Gieo nhân nào ăn gặp quả nấy, đó vốn là triết lý của nhà Phật. Nhưng ta biết trong thâm tâm của thí chủ chẳng phải là người xấu, tâm địa không phải độc ác, cho nên ta tin tưởng rằng cô là người giác ngộ. Đoàn sư thầy nhìn về phía thằng út nói bằng giọng quả quyết. Cậu nhóc này, ta thấy tâm tính cậu bé lương thiện, mặc dù bệnh tật nhưng không phải là không có cách. Nếu thí chủ tin tưởng ta thì xin thí chủ hãy cho cậu ấy xuống tóc quy y. Ta tin rằng cậu bé là người có tâm giác ngộ, ắt hẳn sẽ có ngày thành chánh quả.
Việc của ba mẹ con mẹ chồng thí chủ, cả hai thí chủ đã đền mạng. Vậy thì mọi ân oán đến lúc đã được xóa bỏ. Xin thí chủ hãy quay đầu. A-di-đà Phật, thiện tài, thiện tài. Vị đại sư cúi đầu mắt nhắm tay lần chẳng hạt, nhìn về phía cô tứ chờ đợi. Có lẽ trong suy nghĩ của một người tu tập theo Phật giáo, đến mức này thì chẳng bao giờ ngài muốn phải xuống tay với bất kể kẻ nào. Tốt lắm. Ngài nói vậy tôi xin thứ lỗi, bà nãy vì đã mạo phạm, quả không hổ danh là đại sư. Đoạn cô tứ liếc mắt nhìn về hai mẹ con nhà bà Minh, sau đó hướng mắt tất cả về bà con dân làng. Những người có mặt ở đây rồi nói lớn, giọng nói mang theo vẻ phẫn nộ cùng cực, vang vọng như xót thẳng vào tai của từng người một. Nể mặt đại sư với lại kẻ giết hại tôi là con Huệ đây, và hiện giờ nó đã chết, đích thân tôi cũng được trả thù này. Vậy nên ân oán của nhà này coi như được dỡ bỏ. Với lại xưa nay bà ta cũng chẳng coi tôi và con tôi là người trong nhà. Việc tôi giết chết nó cũng coi như là việc làm nhân quả mà thôi. Gieo nhân nào gặp quả nấy, giết người đền mạng đó đương nhiên. Xưa nay bà ta luôn coi tôi là mang tướng sát phu, nhưng chẳng phải. Sát phu hay không sát phu không quan trọng. Quan trọng là cái tâm cái đức của mình đến đâu mà thôi. Vĩnh biệt tôi đi đây. Đại sư, xin ngài hãy chăm sóc dạy dỗ con tôi. Ánh mắt của cô tứ nhìn về hướng thằng út nghẹn ngào. Dứt lời thì cô tứ bỗng giật lấy ngọn đuốc đang cháy từ tay của lão già gù. Sau đó thì ném thẳng vào quan tài đang chứa xác của Huệ. Ngọn đuốc chè bên trong có dầu hỏa bỗng nhiên bắt lửa cháy đùng đùng. Ngay lập tức cô tứ cũng lao vào. Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhìn vào ngọn lửa đang cháy đùng đùng trước mặt mà chẳng ai dám can ngăn hay nói câu nào. Ai đấy cũng chỉ biết lắc đầu, xen lẫn là những tiếng thở dài và tiếng khóc lóc đau buồn cho một phận người. A-di-đà Phật, thiện tai, Đức Phật từ bi, cảm ơn thí chủ đã không phạm thêm sai lầm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.